Chào các bạn, hôm nay Cáo Quả Xanh xin kể các bạn nghe một câu chuyện có thật mà chính bản thân mình gặp phải luôn. Glmm.me, website chơi chẵn lẻ mơ mô uy tín, giao dịch tự động 24/7, top thắng tuần nhận thưởng quà to, thắng hay thua là do cách chơi của bạn, chiến ngay tại Glmm.me. Đây là câu chuyện có thật 100%, không có chỉnh sửa hay cắt ghép gì ở trơn á, chuyện thật luôn đó mấy má. Nói trước, đây là video mà quá ai rất khó để giải thích trong game Play to Murder. Các bạn xem xong video này nhớ để lại bình luận cho mình biết nha. Giờ thì vô clip nào. Vô, ghét câu. Chuyện là thế này, mình ít khi câu cá lắm. Hôm bữa sung ba khía nên có qua khu trung tâm để câu. Mình có đến một cái hồ nó nhỏ. Trời lúc này không trăng, không sao, không mây, không gió. Dưới cái hồ này có một bạn đang bơi ở dưới nước kìa. Đó, các bạn thấy không? To chà bá như vậy mà các bạn không thấy nữa thì mình chịu. Lúc mình đến đây thì đã có bạn này ở đây rồi. Không biết bạn này xuất hiện ở đây hồi nào nữa. Thấy ghê chờ mấy má. Lúc này mình có gọi bạn bè của mình đến để hỏi thử coi có thấy ai ở dưới nước không. Nó mà trả lời không thấy nữa thì ôi, mình gặp ma rồi hả trời. Vì đây là lần thứ hai mình gặp phải hiện tượng này. Lần trước mình cũng gặp hiện tượng này một lần rồi đó các bạn. Mình cũng có quay lại luôn. Nhưng mà bà nội cha ơi, không biết sao nữa, mình lỡ tay mình xóa mất tiêu rồi. Nghĩ lại giờ còn thấy tiếc. Cái ma quái ở đây á là chỉ có một mình thấy bạn này. Còn những bạn khác thì không thấy. Thấy ghê chưa mấy má, thấy ghê không? Nghe kể thấy ghê chưa? Những người xung quanh cũng không ai thấy luôn. Thấy ghê không? Ghê không? Cái này là chuyện thật 100% nha. Tôi đang kể chuyện ma luôn đó nghe mấy má. Kể cả bạn bè của mình thì em ấy cũng không thấy luôn. Thấy ghê không? Ghê không? Các bạn cùng xem cuộc trò chuyện của mình với bạn của mình nhé. Rồi mình sẽ nói tiếp. Trong cái cuộc trò chuyện này tất nhiên là sẽ xoay quanh cái vấn đề là mình sẽ hỏi bạn ấy thôi có thấy cái nhân vật đang ở dưới nước hay không. Và bạn ấy cũng trả lời rằng là không có thấy. Điều đó là chắc chắn là mình đang gặp ma rồi đó chứ ha. Mình cam đoan với mọi người là mình không bị lắc game đâu. Mình dùng Wi-Fi mạnh dữ lắm mạnh, bực lắm luôn mấy má. Hơn nữa, lúc mình đến cái khu vực này đã gặp bạn này xuất hiện ở tại nơi này, ở dưới nước kia rồi. Ghê chưa mấy má? Thấy ghê không mọi người? Ai giải thích cho mình hiểu với? Mình cũng đã thử bấm vào cái nhân vật ở dưới nước. Và ôi chú cha mẹ ơi, mình thả tim cho bạn này được nha các bạn. Thả tim được bình thường nha. Như thể là bạn ấy đang ở đây vậy. Thì ghê chưa mấy má? Nhưng mà tại sao chỉ một mình thấy vậy trời? Ôi sợ quá. Chưa hết đâu, cái này còn ghê nữa. Để nói tiếp cho nghe. Lúc này tôi mới bấm vô cái nhân vật ở dưới nước đó. Tôi có gửi thử một cái bức thư nha. Tôi viết cái bức thư là tôi hỏi rằng là bạn ấy đang ở đâu, để xem coi bạn ấy có trả lời hay không nha. Thì lúc này tôi nghĩ là trong lòng tôi là chắc là bạn này đã thoát game rồi, bạn này lắc game không có trả lời tôi được đâu ha. Thì lúc đầu thì không có thấy hồi âm gì trơn á. Nhưng một lúc sau, ơ kìa, có thư đến các bạn ơi. Rõ ràng là mình đã nhận được cái câu trả lời từ cái bạn ấy đang ở dưới nước. Thấy ghê không mọi người, thấy ghê không? Rõ ràng là bạn ấy đang online nhưng không có mặt tại cái hồ nước này. Chẳng phải tại sao, ai đang trả lời mình? Bạn ấy đang ở đâu, ở tại nơi nào? Trời ghê chạy, ghê không mấy má? Còn người ở dưới nước kia là ai? Nếu là bạn ấy đang ở đây, tại sao không ai thấy mà chỉ có mình thấy? Các bạn thấy cái bà nội đang hóng chuyện ở dưới nước không? Đó, bà cũng không biết cái chuyện gì xảy ra. Bà lại ở dưới nước, bà cũng đang hóng chuyện coi mình đang nói cái chuyện gì đó các bạn. Càng nghĩ là càng thấy cái tâm trí nó bắn loạn các bạn. Không lẽ mình gặp ma hả ta? Kinh dị thế nhở? Mình gặp hiện tượng này là lần thứ hai rồi đó mọi người. Mà cái trùng hợp là mình gặp cái hiện tượng này ngay tại cùng một cái khu vực, cùng một địa điểm luôn. Cũng chính tại cái hồ nước rồi luôn mọi người. Nếu mà là lắc game, tại sao cả hai lần đều lắc game một địa điểm như vậy? Ai đó giải thích đi, ghê không mấy má? Ghê quá đúng không? Vậy mọi người có nghĩ đứt đá giống như mình không? Chứ mình sợ thấy bà luôn. Từ đó về sau mình không còn công khá tại cái khu vực này nữa. Sợ thấy mẹ luôn, sao dám câu chạy. Lỡ câu gặp nữa lần thứ ba rồi sao? Ổn nhỉ? Sao tự nhiên có mình tôi gặp à? Mà mấy bà kia không gặp. Vậy là nội dung clip của mình đến đây là hết rồi. Ai đó giải thích cho tôi hiểu đi mấy má. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mấy má trong những clip sau nha. Bye bye.